chú anh chị ngày mới an lành nha. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nó Mát Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay mình ghé lại chợ Cầu nha, cũng là có tên là chợ An Long nhỏ nha cả nhà. Chị ở đây mình kêu là chợ Cầu hả? Chợ Cầu, chợ An Long phải không? Chợ An Long, chợ Cầu nhỏ. Em gửi xe trong nhà dì Hai em đi quay chút xíu, em chưa gặp ai, nó gặp mình dì Hai à. Quay phim xong chút xíu nè em mới vô. Em làm YouTube mà. Dạ. Chứ không ai kêu em làm cho em. Đây, bà chị mình bán cá chả nè cả nhà. Trời ngon lắm cả nhà, đến mua ủng hộ nha cả nhà ơi. Chị nạo tại chỗ luôn đó nè. Chị nạo cá thắt lát nha. Ngon lắm trời nè. Thôi mời cả nhà cùng đi tham quan một vòng chợ An Long nhỏ này của mình nha. Chợ này cũng có tên gọi là chợ Cầu nha cả nhà. Hồi hôm nay đông lắm nha cả nhà. Chợ hôm nay chợ thứ bảy, bà con mình đi chợ đông quá trời luôn. Mình hết qua rừng vậy chị? Qua mình á. Còn rồi phải cắt có cái trái gì đó hả? Còn rồi cái này là để cho chị tắm cho em bé nó mát hay là gì nó canh? Tắm em bé nó canh cũng được á. Tắm em bé nó canh ăn cũng được. Dạ thì con biết, bởi vì con thấy gì con biết tắm em bé mùa này, này á. Mùa này nó nóng nực á. Dạ. Đây. Khô cá lóc, cá sặc rồi nha cả nhà, khô một nắng ngon lắm nha. Đó, chợ quê miền Tây mình thì đồ ăn rất là ngon rồi, không phải nói nữa ha. Những chợ thành phố lớn thì đồ ăn cũng ngon nữa, chứ không phải không. Nhưng mà ở đây thì mình trồng ra, mình mang ra, mình bà con mang ra bán luôn, cho nên là đồ rất là tươi ngon, mà rẻ nha cả nhà. Chợ quê mình thì đồ ăn rẻ lắm. Đây, cũng như trứng vịt nè. Đó, bà con mình nuôi vịt chạy đồng đó, rồi cái cũng mang ra. Phía trước màn hình mình đó là bến xe nha cả nhà, bến xe An Long nha. Đây, phía trước màn hình mình là bến xe nè. Hôm nay có cá giỏ nữa nè. Chợ chị bấm vô Ấm Áp Miền Tây, chị bấm vô điện thoại cũng được, về coi TV cũng được. Nói Ấm Áp Miền Tây, chợ Cầu hay chợ An Long này mình kêu là chợ gì ta? Chợ Bến Xe. Chợ Bến Xe cũng được mà chợ Cầu cũng được phải không? Tại ngay cầu nè. Quá bán ối rồi chị ơi. Ê gì bán gần hết không sao đâu, chút xíu nữa hết à. Chợ hôm nay thứ bảy mà vậy chứ chút xíu nữa là bán hết. Thứ bảy nè, bán ới quá à. Ế gì bán chút hết á, bán còn miếng không à. Em nói hết là hết. Hết. Em nói hết là hết. Quê bé lên TV ha. Nè nè, con tên gì nè, con nói cho mấy bạn biết con tên gì nè. Tên Lan Quy. Trời ơi, tên đẹp quá trời. Nè bán với mẹ hả? Đó trời ơi, bán với mẹ nó giỏi chưa? Hôm nay là con đi học phải không? Con nghỉ học phải không? Hôm nay nghỉ mới đi theo đi mẹ đó. Bán ngao đi, bán ngao cho mẹ, bán mướp cho mẹ đi. Rồi, thôi em đi nha. Em chúc mấy chị buôn may bán đất ha. Đi thích chậm nữa. Dạ. Có chợ bán đủ thứ đồ ăn ngon lắm nha cả nhà. Cô cái này trao ở nhà làm á hả cô? Mua của người ta.
Dạ. Ở Bình Dương. Vậy thì cô bán không? Bán thêm mấy thứ nữa, bán gì ít ít chút chút vậy phải mất công ngồi không? Ngồi với con hai cây dù. Dạ. Chào Bình Dương cũng ngon, thấy con he nổi hết trơn rồi nè, chào ngon ghê. Con của anh Chui á. Dạ. Nó đem gì cho em nó. Dạ. Rồi em nó mới kêu tôi tiếp giùm. Dạ. Vậy đó. Kệ ra ngồi bán rồi bà con nào ăn tương thì mua. Dạ, để trong đó. Nhà dạ. Không thôi nấu vịt nấu chao cũng ngon nữa. Nó mua quà. Dạ dạ. Con đi quay vậy á, thành ra là con cũng để vậy đó, rồi cái con mua đậu bắp rồi cái là con cũng ăn, nhưng mà có nhà cũng còn hai hũ nhà. Dạ có mình nên con ăn. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha. Dạ con chúc cô buôn may bán đắt ha. Dạ dạ. Con tới đây cũng trễ rồi cho nên chợ cũng vắng rồi nè. Mà cái đầu đường ngoài đông dữ lắm luôn, kẹt xe ngoài á. Ngoài đội ngoài đông quá trời. Đây ta. Dạ. Cái này ở đây mình ở chính xác mình gọi là chợ cầu hay là chợ bến xe cô? Chợ bến xe ngày xưa. Chợ bến xe, nhưng bây giờ còn xe, bến xe đó. Còn nhưng mà không có hai đầu, ít hai đầu. Đó, xe lớn còn đậu mà. Lâu lâu mới xe tải mới lời. À, cái này hồi xưa là bến xe khách ha cô? À, rồi bây giờ bến xe mình dời đi đâu rồi? Ở ngoài đường, dài lên cho chú. Dạ, chợ cũng ngày cái sông cái rạch vậy cũng tiện quá ha. Đó kìa. Vậy mà con lại đây con quay mấy lần con không biết đây có cái rạch đó. Dạ. Ở chợ này chợ nhỏ mà vui ghê vậy, còn cái chợ lớn bên kia buồn hiu à. Dạ, chợ lớn bển nhắn que à. À thôi con cảm ơn cô nha, con đi xích lại đẳng chút nữa nha. Dạ. Nè mấy bé đi chợ mà thấy bong bóng này là thích lắm nè. Như thường thì mình thấy cúng đình chùa thì thấy mấy anh mấy chú mang đi bán ở đình chùa thì nhiều. Ở khu vực này thì mình đi xích vô trong này thì là thấy bán cá nè. Cũng đủ loại cả nhà, khách không phải ngồi theo khu đâu nha. Bởi vậy ta nói lâu quá gặp hoài. Lâu quá gặp hoài. Bữa nay bán giỏi quá ha. Bán còn miếng hết trơn rồi. Còn miếng à. Giỏi quá trời luôn, bởi con nói chú không giỏi. Chứ không giỏi vợ rài chết luôn. Đó 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 đó, đó bởi vậy tính nói vậy đó. Bỏ nhờ quá trời quá đất. Nhớ hồi lần trước con lại quay cái nhà này đang xây không? Ồ, bữa nay đẹp quá ha. Ồ bữa nay xong hết trơn rồi. Cái nhà này là nhà gì chú? À văn phòng. À đẹp quá trời ha, bữa nay khang trang ghê không? Hôm trước quay đang xây đó. Thôi cảm ơn Nhan đi xích cho trong này nữa. Mấy cô bán bánh xèo nè. Dạ. À, chợ An Long mình á, chợ bến xe mình á có cô đổ bánh xèo ngon lắm nha cả nhà. À, cô bán hơi xích ở trong chút xíu thì bà con mình ở khu vực này thì biết rồi, nhưng mà khu vực khác mà về đây đi chợ thì đi xích vô trong này nha. Cô bán ở trong nè, bánh xèo thơm quá trời, cả nhà tới ủng hộ cô nha. Cô đổ khéo ghê không? Cô đổ khéo hết sức luôn cả nhà. Thôi con đi nữa nha, con cảm ơn cô nha. Dạ. Quay mỗi không hai. Quay mỗi không hai. Trời, cô bán giỏi quá, cô bán còn có trái bầu. Dạ, bán giỏi quá trời luôn, còn có nhiều à. Bây giờ còn nhiều mới hết rồi đó. Dạ, bán giỏi quá ha. Dạ. Thôi con cũng đi nữa, đi xích lại đẳng coi còn gì không. Mình đi xích lại đây thì thấy bán tạp hóa thôi cả nhà, không có còn cá tôm gì nữa nha, có tạp hóa thôi. Tạp hóa với rau củ thôi nè. Thôi mình không đi vô đó nữa đâu nha. Mình đi trở ra. Ở đây có cái bông súng trắng nè cả nhà. Bông súng trắng. Rồi có cái loại bông súng đỏ nữa nha. Rau xà lách son rồi rau gì nữa ta, đây là rau xà lách son nè, mà cái xà lách son này cộng lớn. Dạ cái này là cải tầng ô. Dạ. Cải xanh, cải ngọt, mồng tơi,
Dạ. Có bông súng trắng. Bông súng trắng thì nó mềm hả cô ha, bông súng trắng nó mềm hơn cái bông súng đỏ. À chàng ơi, bán giỏi quá trời, còn có miếng nữa hả, còn có hơn ký nữa hết rồi. Dạ. À, thôi cô bán hàng đi, con xếp ra ngoài này nha. Hôm nay con tới trễ cho nên chợ cũng hơi vắng nè. Dạ. Trưa rồi. Thôi kệ, thì còn nhiêu mình ghi hình nhiêu cho bà con mình coi nha. Ở chợ này thì nói đúng ra thì Kim cũng đến đây ghi hình mấy lần rồi, chứ không phải đây là lần đầu. Kim cũng ghi mấy lần rồi. Đậm đà, mắm thì đậm đà thơm ngon, còn người bán thì ngọt liệm luôn. Ngọt liệm luôn, ngọt liệm luôn. Chàng ơi đủ hết trơn nè. Gà rồi cánh gà, chân gà gì đủ hết trơn. Thôi, mình dạ. Me chua nhưng mà người ngọt được rồi hả con bà ngoại ha. Bà ngoại không có ngọt đâu. Sao vậy? Nó quá chữ. Chữ quá chữ. Chữ quá chữ. Chứ chứ biểu chọc mà thôi. Có. Đến đây là mình đã thấy ngày hai chữ thật biết bản. Đây nè ngoại bán me nè cả nhà. Me chua nè bán ngọt. Bán me chua không mà không có ngọt. Dạ. Dạ. Coi biết con người mình đẹp lịch sự rồi. Cứ chọc đó bởi vậy. Mình cười đó coi. Sao quay rồi phải đem lên đặng cấp vốn được cho người nghèo già rồi. Về đây. Thấy tụi mày bây giờ là mà trước chứ hồi đó giờ. Mình cười lên coi coi nó vui vẻ coi đang có đủ chưa. Chưa, chưa có cái năm nào mình đủ đâu. Thôi chọc ngoại hoài thôi để em đi xếp trong này. Con đi nha ngoại. Quay đi, quay cho kỹ thấy chiều qua đi lên tập trung đi. Dạ quay cho kỹ đi, ngày mai lên TV là thấy kỹ hết, không thiếu gì hết trơn á. Rồi bánh mì, xôi gà, bánh ướt thì cũng đủ luôn nè, đó quay kỹ hết luôn. Tấm luôn. Dạ, chàng ơi hấp dẫn quá cả nhà ơi, thơm lắm nha. Ở chợ mình bán đủ thứ luôn cả nhà. Chợ tuy nhỏ thôi mà bán rất là sầm uất, hàng quá nhiều nha cả nhà ơi. Bánh mì nấu đây. Trời ơi tăng giá dối đậu cái nóng rồi. Cá, thịt heo. Chợ quê miền Tây mình nhất đặc biệt là khu vực đất Sen Hồng Đồng Tháp này nè cả nhà. Thì cá rất là ngon nha. Cá đồng nhiều. Ngon mà cũng rẻ nữa. Đó, ở đây là có cái bến xe ngày xưa nè. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, như cái tên thì vẫn còn nha, vẫn còn cái tên là chợ bến xe. Có cái bến xe ở đây vì vậy mà có cái tên là chợ bến xe luôn nha. Dạ, chợ bến xe. Như bây giờ thì không còn nữa. Nhưng mà bà con mình trong ký ức vẫn còn. Đó là chợ bến xe. Lần thứ ba nó mới chịu mua bán lỗ 20 ngàn. Chợ này thì chợ nhỏ thôi. Phải nói là đó, như bà con mình bán dọc dọc hai bên đường chút xíu thôi thì cũng hết chợ rồi cả nhà. Giải đẹp quá nè. Có cái giải chấm bi này đẹp. Đẹp. Đẹp quá, cái này sang vậy. Cái này bằng gì chứ không phải bằng thun. Lúa con. Dạ. Chứ phải mà được như bằng cái kia. Không có như cái này cũng đẹp mà mình cắt rộng rộng chút. Mai rộng rộng. Không, cái này mát chứ không nực đâu ạ. Dạ. Cái loại này mát chứ không nực. Cái khúc này đem thấy khúc này sang mà đẹp, nó là mặt trẻ trung. Mát mà. Rẻ mồ. Nó dễ khúc này rẻ lắm. Mất nhiêu? 50 triệu. Còn mà mua trả bằng ngang nha, mà thành công. Ừ, lên bộ đồ bán mấy trăm ngàn không á, 200-300. Sao mình đi nữa cả nhà ơi, cứ mỗi một chỗ vậy mình đi một chút xíu xíu cho cả nhà xem chợ nhỏ, chợ quê hương mình nha. Trời ơi chứ giờ này cũng chưa rồi mà thôi kệ, còn miếng nữa lát bán hết trơn.
Ở nhà mình trồng á hả chị? Dạ, trời ơi giỏi quá trời, trồng rồi rồi ngày nào cũng cắt ra bán. Dạ, cứ cắt chút chút vậy đó ha. Dạ, rau đó kia rau gì chị? À, cũng rau đồng mình luôn cắt ra luôn ha, mà rồi người ta dặn rồi đó ha. Trời ơi, đã không? Thôi chị bán đi em đi nha. Dạ. Đồ đẩy của chị mà ngon quá trời luôn ở nhà, nhưng mình không có mua ủng hộ gì hết trơn. Đó, mới nãy thấy nhiều, bây giờ hết trơn rồi nè. Đó. Mua hết rồi. Cái này tại mùa này nóng nực nè, em bé hay nổi sảy á chị. Đó. Mua về dò ra. Dò ra tắm. Đồ ngon quá cả nhà, đồ ăn rất là ngon ha. Còn dài ngoài kia nữa kìa, thì là cũng bán quần áo, bán mình đi xích ra ngoài này chút xíu nữa nha. Đường này thì bà con mình bán cũng khá là nhiều đồ ha. Rồi cũng có một cái quán cà phê để cho bà con mình đi chợ thư giãn, cũng như là mình chờ đợi người thân mình đi chợ đó. Cuộc đời mình nó tươi tắn lên. Đẹp quá. Hoa này hoa Đà Lạt không nè cả nhà. Hoa lít nè. Hoa ly hả chị ha, này hoa ly. Hoa cúc. Hoa Đà Lạt không à. Này là hoa đồng tiền nè. Đồng tiền rồi cái này là cẩm chướng. Đúng rồi, cẩm chướng. Nó cẩm không em biết gì cẩm chướng. Cẩm chướng. Còn cái này là cái gì nè, cái này lạ nè. Cái này là bông quanh đăng này, cái gì đấy nó tiêu quên luôn á. Đâu, cắt tường lại kia kìa, cắt tường em biết, cắt tường nó đủ màu hết trơn á. Dạ. Trời ơi, hàng hoa thì cũng đủ màu sắc đẹp mà, cô chủ bán hoa cũng xinh xắn nha cả nhà. Đây chị đẹp bán hoa đây nè. Cả nhà ơi, mình đến ủng hộ nha, chợ An Long mình tuy nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ mặt hàng hết nha cả nhà. Không thiếu một thứ gì hết nha. Nếu có dịp nào đó bà con mình về thăm lại quê hương ha, thì ghé ủng hộ bà con mình tới đây gọi là chợ bến xe. Bởi vì ngày xưa ở đây có cái bến xe cũ nha. Bây giờ thì không còn nữa nhưng mà trong ký ức vẫn còn là bến xe, cho nên bà con mình gọi là chợ bến xe. Cũng chỉ nhóm họp dây lát thôi cả nhà, vài tiếng đồng hồ thôi thì cũng là hết chợ rồi. Nhưng mà đây là cũng là một nét đẹp của quê hương miền Tây mình nha cả nhà. Vì vậy mà Kim cũng muốn ghi hình những chợ quê cho cả nhà xem, và đặc biệt nơi đây là đất sen hồng Đồng Tháp nha. Thì có bà con mình bán những đồ rẫy nè, rồi cá tôm cũng ở trong đồng đồ mang ra rất là nhiều, cũng rẻ nữa nha cả nhà. Thì thôi mời cả nhà cùng tham quan thêm một vòng nữa nha. Nãy giờ thì Kim cũng ghi hình cũng khá là nhiều rồi. Thì chút xíu nữa ra tới ngoài kia, tới ngoài lộ là cũng hết rồi đó cả nhà. Thì có lẽ là tới đó thì Kim cũng xin dừng video của mình ha. Thôi thì mình đi dạo một vòng nữa nha. Chợ tuy nhỏ thôi mà bán đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết trơn nha cả nhà ơi. Gian hàng chè nè, đủ loại chè luôn nè. Đó, đủ thứ luôn cả nhà thấy không? Bán rất là ngon. Dạ. Đường này mình đi thẳng ra nữa thì là tới cái chùa Pháp Quang, và rồi là đến cái đường quốc lộ 30 đó cả nhà. Nhưng thôi mình cũng không ra tới ngoài đó nữa đâu nha, mình trở lại nha cả nhà ơi. Mình quay trở lại nha.
rẫy ngon quá trời luôn nè, đủ hết trơn luôn nè. Súng trắng này con giới thiệu bông súng trắng nè. Đó, bông súng trắng rồi bông súng đỏ đây nè cả nhà, nhưng bông súng đỏ cắt cái bông rồi. Cắt cái bông cỏn cộng rồi mà như nhìn cũng dễ biết thôi cô ha, tại vì nó cũng hồng hồng nữa. Cũng dễ biết. Nói cô bây giờ cô sống thì mình cũng phải làm thôi, chứ con cũng vậy, con cũng vất vả, cô thấy con cũng đi phơi nắng phơi mưa ngoài đường không nè. Thôi kệ, ráng lên thôi cô ha. Dạ dạ dạ. Thôi con cảm ơn cô nha, con chúc cô nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt hết cô ha. Dạ. Chanh nè, rồi củ hành đỏ đó, củ hành đỏ mình là củ hành Bạc Liêu đó cả nhà, Vĩnh Châu đó, củ hành đó thơm lắm luôn nha. Mình đó thì mình đi chợ mình ghi hình thôi chứ mình không mua ủng hộ bà con cái gì hết. Ở nhà thì mẹ đi chợ rồi cho nên mình cũng không mua gì để ủng hộ bà con hết. Nhưng cái gì mình nhưng cái gì mình cũng biết nha, món ăn gì hay là loại cá gì nấu như thế nào là mình biết hết, nhưng mà mình không có mua thôi chứ mình biết hết. Lên tivi luôn ha. Dạ ngày mai, ngày mai là em mới cho đăng lên tivi. Em mua là gì? Đủ màu luôn, đúng rồi, xanh tím đỏ vàng, có màu trắng nữa kìa. Bởi vì thì còn thiếu một màu cho nên ta quay lại đó. Xanh tím đỏ vàng trắng luôn. Trời ơi mấy cái bộ đồ lên kiểu dễ thương không cả nhà, đẹp quá ha. Đó bà con mình đến chợ bến xe mua ủng hộ nha cả nhà ơi, đồ quá trời đồ luôn à, đủ thứ hết trơn nè. Thôi thì nãy giờ mình cũng đi dạo một vòng quanh chợ, cũng ghi hình cũng khá là nhiều rồi. Thôi có lẽ cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây à. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình có những ngày vui, những ngày mới thật là vui, thật nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt nha cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình vào những clip sau nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.